Mày nghĩ là mày khôn hơn bố à? Vô rồi. Vào đây bàn tao. Vui vậy thôi nhưng bố dặn con này. Cần ơi, mày làm được gì vào đấy? Mày giống con đi rồi. Ai đã cho nó kêu? Coi coi. Vô nồi. Đói một hàng, gục một hàng. Đói hai hàng. Ai chụp? Ai mà chụp? Ai chụp? Mày làm được gì phải đấy? Vui vậy thôi nhưng bố dặn con này. Mày nghĩ là mày khôn hơn bố à? Đầu giả bộ thử cười lên cái ơi. Không không, cười tươi lên chút nữa. Ôi, dễ thương. Yeah, boy. Nói mà không nghe nhá. Một giả nghe chưa? Chưa, à vẫn chưa nghe. Hai giả. Trời cao có mắt. Mày à, mày với tao. Ừ. Đứng lại. Chạy đâu? Mày chạy đâu? Đứng lại. Mega kill. Muchas gracias, oficial. Este es para vosotros. Sí. Triple kill! Shut down! One kill! Mega kill!
Exclusive music. Van nên giảm sức mạnh, liệu lên game của Yếm như là đồn không các bạn ơi? Thì chào tất cả các bạn nha, lại là mình đây, Van nên Thương Long đây. Clip này mình sẽ cho các bạn xem Van nên lên game nó yếu hay nó khỏe các bạn nhá. Như các bạn đã thấy đấy, mình là đang cầm build Thương Long của mình các bạn nha. Mình bắn toàn 4-5 ca đam thôi các bạn ơi. Chỉ cần 2-3 viên là có mạng luôn đó các bạn. Như pha này các bạn nha, các bạn kiếm đâu ra một con AD mà ăn tạo thần nhanh như con Van nên của mình các bạn ơi. Mình là đang nói cái con Van nên của mình các bạn nha, thấy không các bạn? 8 giây ăn xong con tạo thần là các bạn biết nó nhanh như nào rồi mà đúng không? Còn phần này sốc đam Bison các bạn ơi, trời ơi sốc đam nó không kịp làm gì đâu, sao tuốt là vô mình bán lên lên điểm, bán 2 viên là có mạng luôn các bạn ơi. Còn phần này thì mình đang nốt bụi các bạn ơi, thằng Mora sẽ dọn xong lính và mình sẽ bắn chết luôn cả thằng Sartuat bên cạnh luôn các bạn ơi. Trời các bạn thấy lượng đam nó sẽ như thế nào cho các bạn ơi. 4-5k đam lận luôn đó các bạn.
chỉ cần 2-3 viên là anh rằng có một mạng các bạn nhá. Còn đây các bạn ơi, đây là bảng ngọc cũng như là phù hiệu cũng như là build đồ của mình các bạn nhá, cho các bạn nào tham khảo các bạn nhá. Còn đâu mình thấy những cái bạn nào mà chơi cái build này yếu và phế, các bạn theo mình nghĩ đấy là kỹ năng của các bạn hơi bị kém ấy nha các bạn nhá. Còn thắc mắc gì các bạn cứ bình luận ở dưới nha. Các bước để trở thành một mét pha lo. Một, phải có skin pha lo tinh hệ. Bước 2, phải có người yêu.